John Wayne Gacy, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1942 tại thành phố Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ. Hắn ta là người con thứ hai của cặp vợ chồng John Stanley Gacy và Marion Elaine Robinson. Cha Gacy là một kẻ nghiện rượu. Từ nhỏ, Gacy đã bị cha hắt hủi. Tuổi thơ của hắn là một chuỗi những ngày tháng bất hạnh với những miền ký ức đáng quên về gia đình và bạn bè. Năm 7 tuổi, Gacy bị một người bạn của cha tấn công tình dục trong xe tải. Vì sợ bị mắng, hắn ta không dám hé môi. Mẹ Gacy rất thương con trai nhưng không thể thay đổi thái độ của chồng. Bản thân bà cũng thường xuyên bị chồng bạo hành. Nếu ở nhà, Gacy cùng chị gái phải sống trong một môi trường nhuốm màu bạo lực cùng những trận đòn roi của người cha, thì khi tới trường, hắn lại bị bạn bè xa lánh. Căn bệnh tim khiến hắn ta không thể sinh hoạt, tham gia vào những trò chơi bình thường giống những đứa trẻ khác. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi Gacy nhận ra mình bị hấp dẫn bởi con trai và trải qua một quãng thời gian tâm lý hỗn loạn bởi xu hướng tính dục khác thường của bản thân. Thậm chí, vào năm khoảng 21 tuổi, khi làm nhân viên tang lễ tại một nhà xác ở Las Vegas, hắn đã từng chui vào quan tài của một thiếu niên tuổi teen đã chết, ôm và vuốt ve thi thể. Nhờ có tài ăn nói, Gacy sớm trở thành người bán hàng giỏi. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, hắn ta được nhiều cửa hàng ưu ái giữ chân. Năm 1964, Gacy kết hôn với Marlene Myers, một đồng nghiệp cùng công ty. Hắn được cha mẹ vợ giao cho cửa hàng gà rán KFC tại Waterloo, Iowa, có cuộc sống hết sức dư giả. Thậm chí dù đã có vợ, ngay trong năm 1964, Gacy đã lần đầu quan hệ tình dục đồng tính với một đồng nghiệp nam khác trong công ty. Ở Waterloo, Gacy là ông chủ tiệm gà rán nổi tiếng. Hắn ta rất hay tham gia các hoạt động địa phương, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, cũng ở đây, Gacy mở một câu lạc bộ trong tầng hầm dành cho các nam thanh thiếu niên, đãi rượu miễn phí. Gacy đã chúc rượu họ trước khi tấn công tình dục. Nếu họ từ chối, hắn ta sẽ nói rằng đó chỉ là một trò đùa vui vẻ. Vợ của Gacy sinh một cậu con trai vào năm 1966 và một cô con gái vào năm 1967. Về sau, Gacy nói rằng giai đoạn này của cuộc đời là giai đoạn hoàn hảo nhất, khi cuối cùng hắn cũng đã nhận được sự công nhận của cha mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã bị hai cậu bé 15 và 16 tuổi tố cáo tấn công tình dục. Gacy thường dụ dỗ họ quan hệ tình dục và nói rằng việc này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học và trả cho họ khoảng $50 cho mỗi người. Trước khi hầu tòa, Gacy bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Mặc dù bị kết án 10 năm, Gacy chỉ phải ngồi tù 18 tháng. Sau khi được phóng thích, hắn quay trở về Chicago sống cùng với mẹ. Lúc này, cha Gacy đã qua đời. Mẹ hắn gom góp tiền bạc phụ giúp con trai mua nhà riêng. Gacy cũng thuận lợi xin việc mới, trở thành đầu bếp nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Năm 1971, hắn bị một cậu bé tuổi teen tố cáo và phải ra tòa. Năm 1972, hắn tiếp tục hầu tòa vì tội danh tương tự. Cũng trong năm 1972, Gacy kết hôn với người vợ thứ hai, Carol Hoff, một người bạn quen từ thời thơ ấu. Carol lúc đó mới ly hôn và đã có hai con với người chồng cũ. Tới năm 1975, Gacy thú nhận với người vợ thứ hai rằng hắn ta là người lưỡng tính. Sau khi quan hệ tình dục vào ngày của mẹ năm đó, Gacy đã thông báo với vợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ quan hệ tình dục. Năm 1976, Carol quyết định đệ đơn ly dị sau khi không thể chịu đựng việc chồng mình thường xuyên đưa những thanh thiếu niên lạ mặt về nhà. Cũng vào năm 1971, tại Chicago, Gacy đã thành lập một công ty xây dựng bán thời gian mang tên PDM Constructors. Ban ngày, hắn làm đầu bếp ở nhà hàng, còn ban đêm nhận các công việc lặt vặt như sửa chữa bảng hiệu, đổ bê tông, trang trí tường. Dần dần, hắn ta mở rộng sang tu sửa, lắp đặt, thiết kế nội thất, sân vườn. Năm 1973, Gacy bỏ làm đầu bếp, chuyên tâm phát triển PDM. Chỉ trong vòng 4 năm, hắn đã biến PDM thành một doanh nghiệp lớn, nhận các dự án xây dựng đồ sộ xuyên bang. Vào năm 1978, doanh thu của PDM đã lên đến $200,000 một năm. Trong thời gian này, mỗi ngày Gacy chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ vì bận rộn quản lý công ty. Cũng trong khoảng thời gian này, Gacy đã tham gia chính trị thuộc phe dân chủ tại địa phương. Thông qua các hoạt động chính trị, thậm chí Gacy đã được gặp và chụp ảnh với đại nhất phu nhân Rosalynn Carter, vợ của Tổng thống Jimmy Carter vào năm 1978. Sự kiện này về sau đã gây ra bối rối cho cơ quan mật vụ Hoa Kỳ
bởi trong bức ảnh chụp cùng đại nhất phu nhân, Gacy đeo chiếc ghim cài áo có chữ S, một ký hiệu vốn chỉ dành cho các mật vụ. Bắt đầu từ năm 1975, Gacy tích cực tham gia các sự kiện gây quỹ từ thiện giải trí cho trẻ em. Hắn tự đặt cho mình hai biệt danh là gã hề Pogo mang tính cách vui vẻ và gã hề Patches mang tính cách nghiêm nghị. Hắn liên tục giả trang thành hề, biểu diễn trong các bữa tiệc địa phương, sự kiện từ thiện và không bao giờ đòi trả công. Bản thân Gacy cũng thừa nhận đam mê công việc này bởi nó giúp hắn ta được sống lại tuổi thơ. Một công việc tưởng chừng mang tới nhiều niềm vui và tiếng cười, song ít ai ngờ, đây chính là khởi nguồn tạo ra một trong những kẻ giết người hàng loạt tàn bạo nhất nước Mỹ. Kể từ đó, gã hề sát nhân cũng được hình thành. Từ khi mở rộng công ty PDM, Gacy cũng thuê thêm nhân viên. Đối tượng tuyển dụng của hắn là các nam thiếu niên trung học và thanh niên trẻ trong độ tuổi từ 14 đến 21. Bằng miếng mồi, công việc chính thức, lương cao, hắn dễ dàng thu hút những cậu bé mới lớn đang cần việc làm. Năm 1973, Gacy dẫn một nhân viên tuổi teen tới Florida với lý do khảo sát ngôi nhà mới mua. Hắn ta cưỡng hiếp cậu bé trong khách sạn. Sau khi chở nạn nhân về lại Chicago, hắn đánh đập cậu bé ngay trong sân nhà. Bị vợ là Carol nhìn thấy, hắn chống chế rằng chỉ đang phạt cậu bé vì tội không làm tốt công việc được giao. Tháng 5 năm 1975, Gacy nhận Anthony, 15 tuổi, vào làm tại PDM. Hai tháng sau, hắn tới nhà Anthony nhậu nhẹt, rủ dê cậu xem phim khiêu dâm đồng tính. Lợi dụng lúc Anthony lơ là, hắn vặn tay cậu bé, tra còng. Không may cho hắn, Anthony vốn là đô vật. Cậu thoát khỏi Gacy và còn khóa ngược lại còng vào tay hắn ta. Gacy phải vừa dọa dẫm vừa xin xò mới không bị tố cáo. Anthony nhớ lại, trước khi Gacy rời đi, hắn ta còn nói, mày là đứa đầu tiên có thể thoát khỏi còng tay và còn còng tay lại tao đấy. Tháng 7 năm 1976, Gacy cho David Cram, 18 tuổi, đi nhờ xe và dù dỗ cậu tới PDM làm việc. Cram nhận lời ngay và cũng bị Gacy mưu tính chuốc rượu, còng tay. Lại một lần nữa, hắn bị chính nạn nhân đá văng. Dù vậy, Cram vẫn làm việc tại PDM 2 năm sau đó. Không như Anthony và Cram, ba thanh thiếu niên khác đã trở thành nạn nhân xấu số dưới tay Gacy. Hắn ta vẫn dùng chiêu bài cung cấp việc làm, lừa họ đến nhà uống rượu, hút ma túy và còng tay, đưa xuống tầng hầm. Tại tầng hầm, Gacy giam cầm, tra tấn và cưỡng hiếp các nạn nhân tàn bạo bằng các công cụ như còng tay, còng chân, dây cương, hay bắt nạn nhân bò vào nhà tắm, chấn nước nạn nhân đến gần chết, sau đó khiến nạn nhân tỉnh lại và tiếp tục hãm hiếp. Sau cùng, hắn chỏng cây garo vào cổ họ, nhét cán búa thòng qua dây và vặn xoắn từ từ trong 1 đến 2 giờ, khiến họ chết trong nỗi kinh hãi và tuyệt vọng nhất. Trừ hai nạn nhân cuối cùng, tất cả các nạn nhân còn lại đều bị sát hại trong khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Sau khi giết nạn nhân, Gacy thường để xác họ dưới gầm giường trong vòng 24 giờ. Sau đó, hắn ta đào hố ngay trong tầng hầm, chôn các thi thể chồng chéo lên nhau, dùng vôi sống định kỳ để khiến xác nạn nhân phân hủy nhanh hơn. Khi không còn chỗ để chôn và sức để đào, hắn đem xác các nạn nhân ném xuống sông Dublin. Nạn nhân đầu tiên của gã hề sát nhân là Timothy McCoy, 16 tuổi, bị sát hại vào tháng 3 năm 1972. McCoy đang trên đường trở về nhà sau kỳ nghỉ Giáng sinh, nhưng phải đợi chuyến xe tiếp theo vào ngày hôm sau. Gacy khi đó nhìn thấy McCoy ở bến xe buýt và đã lái xe đưa cậu bé đi khám phá một vòng thành phố rồi trở về nhà, cho nạn nhân ngủ qua đêm trước khi thực hiện hành vi giết người hiếp dâm. Trong một cuộc phỏng vấn vài năm sau khi bị bắt, Gacy nói rằng ngay sau khi giết McCoy, hắn ta cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, bởi ngay từ đầu hắn ta không có ý định giết cậu bé. Chỉ vì McCoy nhìn thấy Gacy tay cầm con dao làm bếp đứng trước cửa phòng ngủ, khiến McCoy hoảng sợ và phản kháng, làm Gacy bị thương, dẫn tới việc tên sát nhân nổi giận và đã đâm hàng chục nhát dao vào ngực cậu bé. Tuy nhiên, cũng trong cuộc phỏng vấn, Gacy nói rằng sau khi đâm McCoy, tiếng cậu bé thở hấp hối đã khiến hắn ta đạt được cơn cực khoái. Tháng 12 năm 1978, Gacy gặp nạn nhân cuối cùng là Robert Pease, 15 tuổi, đang làm bán thời gian trong một tiệm thuốc. Hắn ra giá $5 cho một giờ, mời cậu đổi việc tới PDM. Vì đó là mức tiền công gấp đôi lương đang nhận, Pease nhận lời ngay. Vào lúc 9 giờ tối, cậu rời tiệm thuốc đến nhà Gacy, còn hứa với mẹ sẽ về sớm vì hôm đó cũng là sinh nhật bà. Chỉ một giờ sau,
Peach đã bị Gacy sát hại. Không thấy con trai về, mẹ cậu lập tức báo cảnh sát. Gacy bị xếp vào diện tình nghi số 1. Bước vào nhà Gacy, cảnh sát lập tức bị sốc bởi thứ mùi nồng nặc khó chịu. Dù chưa đủ chứng cứ buộc tội, cơ quan chức năng vẫn ra lệnh khám nhà đối với nghi phạm này. Khám xét nhà, cảnh sát phát hiện tịch thu nhiều vật dụng khả nghi như dao bấm, súng lục, còng tay, phù hiệu cảnh sát, đồ chơi tình dục, sách khiêu dâm đồng tính, cần sa hay chất kích thích. Trong xe hơi của Gacy, cảnh sát phát hiện mẫu tóc của Peach. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một căn buồng nhỏ dưới sàn nhà được rác vôi bột, có mùi lạ bốc lên. Do không đủ bằng chứng, họ chỉ có thể buộc Gacy vào tội tàng trữ cần sa. Vào lần khám xét tiếp theo, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 27 thi thể nam trong tầng hầm của nhà Gacy. Họ cũng tìm thấy thêm 2 thi thể được chôn dưới sân và 1 thi thể dưới nền nhà. Peach cùng 3 nạn nhân nữa thì được tìm thấy dưới đáy sông Dadland. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Gacy cúi đầu nhận tội và thừa nhận sát hại tổng cộng 33 nạn nhân bằng những thủ đoạn có tính chất tương tự. Tháng 2 năm 1980, Gacy bị đưa ra xét xử tại tòa án hình sự Cook thuộc thành phố Chicago và nhận mức án tử hình. Sau đó, gã đã dành 14 năm để kháng cáo và vẽ như bức tranh về chủ đề chú hề trong thời gian bị giam giữ. Sau hàng loạt các cuộc kháng cáo thất bại, thời gian thi hành án tử của gã hề sát nhân được ấn định vào ngày 10 tháng 5 năm 1994. Sáng ngày 9 tháng 5 năm 1994, Gacy được chuyển từ trung tâm cải huấn Minard đến trung tâm cải huấn Stateville để thi hành án tử. Chiều hôm đó, hắn ta được cho phép đi dạo riêng trong khuôn viên nhà tù cùng gia đình. Trong bữa ăn cuối cùng của tử tù, Gacy đã gọi một xô gà rán KFC, một hộp tôm chiên cùng khoai tây chiên, dâu tây và Coca-Cola. Gacy bị thi hành án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc. Luật sư của hắn cho rằng, do trục trặc trong quá trình thi hành án, dù cố tình hay vô tình, Gacy đã có một cái chết đau đớn tột cùng. Ba loại thuốc chính để tiêm cho Gacy bao gồm thuốc gây mê, thuốc gây tê liệt hô hấp và cuối cùng là thuốc gây ngừng tim. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Gacy sẽ chết trong vòng 10 đến 15 phút. Ngược lại với luật sư, một công tố viên tại nơi thi hành án cho biết, hắn ta đã có một cái chết dễ dàng hơn rất nhiều so với bất kỳ nạn nhân nào mà hắn đã sát hại. Theo các báo cáo được công bố, Gacy là một kẻ được chẩn đoán tâm thần khi không tỏ ra bất kỳ sự hối hận nào về tội ác của mình. Thậm chí trong phiên tòa xét xử, hắn ta còn không biểu lộ chút cảm xúc nào, khiến một trong những nhân chứng của vụ án phải nôn mửa và gào khóc, sau đó bị đưa ra khỏi tòa. Trước khi bị hành quyết, Gacy còn cho rằng việc xử tử hắn sẽ không bù đắp được những mất mát của người thân nạn nhân và nước Mỹ đang cố tình sát hại hắn ta. Câu nói cuối cùng của hắn trước khi chết là "Kiss my ass", mặc dù một công tố viên đã tuyên bố vào năm 2020 rằng lời nói đó không phải của Gacy. Cái chết của gã hề sát nhân được xác nhận vào lúc 12 giờ 58 phút sáng ngày 10 tháng 5 năm 1994. Não của hắn ta đã được giữ lại. Bộ não của kẻ bệnh hoạn được giao cho Helen Morrison, một nhà tâm thần học và pháp y, người đã phỏng vấn Gacy và những kẻ giết người hàng loạt khác để nghiên cứu các đặc điểm tính cách chung của những kẻ này. Thi thể của Gacy sau đó đã được hỏa táng. Một số dư âm của gã hề sát nhân đã được để lại. Trong thời gian bị giam giữ chờ thi hành án tử, Gacy đã bắt đầu vẽ tranh. Ngoài việc là một người thông minh và là một doanh nhân giỏi, ít ai biết rằng Gacy còn là một người vẽ rất đẹp. Hắn ta rất hâm mộ Michelangelo và Leonardo da Vinci, hai họa sĩ thiên tài người Ý. Hắn ta đã lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau cho các tác phẩm nghệ thuật của mình. Các chủ đề thường thấy bao gồm Chúa Kitô, chim chóc, đầu lâu, nhà riêng của hắn, cũng như John Dillinger, một chùm xã hội đen khét tiếng thời đại suy thoái. Các bức tranh cũng bao gồm những chú hề, bao gồm cả hai hình tượng mà chính Gacy tạo ra là gã hề Pogo và gã hề Patches. Đặc biệt, hắn ta còn vẽ cả hộp sọ của Jeffrey Dahmer và chân dung của Ed Gein, hai kẻ giết người hàng loạt bệnh hoạn khác. Nhiều bức tranh của Gacy đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm hoặc bán tại các cuộc đấu giá với mức giá dao động từ $200 đến $20,000. Một trong số những bức tranh nổi tiếng nhất là bức vẽ biểu tượng Đại sảnh danh vọng bóng chày, Baseball Hall of Fame. Bức tranh có chữ ký của hàng loạt các siêu sao bóng chày và thậm chí có cả chữ ký của Tổng thống Richard Nixon được trưng bày tại Bảo tàng Tội phạm Quốc gia. Không một ai trong số những người ký tên lên bức tranh được biết rằng người vẽ nó chính là tên sát nhân John Gacy. Sau khi Gacy bị xử tử, 300 người, bao gồm cả 9 thành viên gia đình của các nạn nhân, đã mua lại 25 bức tranh của Gacy, công khai đốt hết những bức tranh này.
Nhiều người làm chứng cho rằng Gacy cũng giống như những tên giết người hàng loạt khác, có các triệu chứng của bệnh tâm thần, cụ thể là rối loạn nhân cách ranh giới. Và vấn đề này cũng gây ra tranh cãi rất lớn trong phiên tòa xét xử hắn ta. Sẽ có người thông cảm cho Gacy với tâm lý méo mó vì ảnh hưởng từ tuổi thơ bị bạo hành. Nhiều người bào chữa còn nói rằng Gacy là một người hàng xóm tốt bụng, thường xuyên từ thiện và giúp đỡ mọi người. Nếu không bị lệch lạc tâm lý, hắn ta có lẽ đã trở thành một chính trị gia, doanh nhân hoặc một họa sĩ thiên tài. Cũng có những người cho rằng hắn ta xứng đáng phải trả giá với những gì đã gây ra. Dù thế nào đi chăng nữa, bản án cũng đã được đưa ra, kết thúc cuộc đời của một trong những tên sát nhân nhiều người nhất lịch sử Hoa Kỳ. Để có thể hiểu hơn về gã sát nhân bệnh hoạn này, các bạn có thể xem bộ phim truyền hình Đối thoại với kẻ sát nhân John Wayne Gacy do Netflix sản xuất vào năm 2022. Bộ phim này gồm 3 tập, chủ yếu nói về các bản ghi âm chưa được phát hành về cuộc trò chuyện giữa Gacy và luật sư của hắn. Nhấn theo dõi kênh Đêm 1699 để xem các kỳ án và các tội ác nổi tiếng khác.